Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chuyển đổi số của đài phát thanh truyền hình Lào Cai. Bản tin ngày hôm nay sẽ phản ánh tới quý vị và các bạn về công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng. Trước hết là những thông tin mới cập nhật về chuyển đổi số, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh vừa tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024. Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đánh giá trong 30 mục tiêu đề ra, đến nay có 20 mục tiêu đạt và vượt chỉ tiêu. Trong 75 nhiệm vụ trọng tâm có 50 nhiệm vụ đã hoàn thành, 19 nhiệm vụ đang thực hiện. Hạ tầng viễn thông được cải thiện đáng kể, Lào Cai là một trong 17 tỉnh thành phố có tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến từ 50% trở lên. Với chủ đề của năm 2024 là nền tảng dữ liệu kết nối chia sẻ khai phá. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đảng Xuân Phong yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo tỉnh cần tập trung vào con người, thay đổi nhận thức từ việc khuyến khích bằng sử dụng các chế tài, đưa chỉ tiêu chuyển đổi số vào đánh giá thi đua của cán bộ, cơ quan, đơn vị. Lưu ý tới dữ liệu và kết nối, làm sao biến dữ liệu thành nguồn lực đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Năm 2024, ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh triển khai 24 nhiệm vụ, phấn đấu hạ tầng dịch vụ các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh chuyển đổi sang dịch vụ IPV6 đạt trên 60%. 100% cơ quan đảng, sở, ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện được triển khai giải pháp nâng cao an toàn thông tin. Trên 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, huyện, xã được xử lý trên môi trường mạng. Tỉnh Lào Cai đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý giúp du khách tiếp cận lựa chọn điểm đến, dịch vụ du lịch dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng. Với quan điểm lấy khách du lịch và doanh nghiệp du lịch là trung tâm của chủ đề số, tỉnh Lào Cai tập trung xây dựng nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch, từ đó các dữ liệu sẽ được chia sẻ lên các sàn thương mại điện tử đã có để các doanh nghiệp du khách có thể khai thác và trải nghiệm. Nền tảng này hoạt động và cung cấp dữ liệu hoàn toàn miễn phí tỉnh phối hợp với tập đoàn VNPT xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh của tỉnh bao gồm cổng thông tin du lịch thông minh, kho dữ liệu du lịch, app du lịch Lào Cai và phần mềm quản lý lưu trú. Để xây dựng chính quyền điện tử gắn với chuyển đổi số thành công, việc đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng là vấn đề quan trọng với mỗi cá nhân, tổ chức và quốc gia. Vì vậy, tỉnh Lào Cai luôn chú trọng việc đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng theo đúng các quy định văn bản chỉ đạo. Thanh tra huyện Bảo Thắng vừa được kiểm tra về đảm bảo an ninh an toàn thông tin. Các thành viên tổ công tác của tỉnh đã kiểm tra, hướng dẫn, đồng thời trao đổi chuyên môn để nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng cho đơn vị. Vừa là kiểm tra nhưng vừa là hướng dẫn cho các cơ quan, các cán bộ thấy được là tầm quan trọng của việc là soạn thảo tức là xử lý các văn bản mật là tuyệt đối là không được dùng các cái thiết bị có kết nối mạng. Thời gian qua tỉnh Lào Cai đã thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng cho cán bộ chuyên trách phụ trách công nghệ thông tin tại các đơn vị, qua đó đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động quản lý, vận hành, triển khai công việc hàng ngày nếu như mà cái nhận thức về của cán bộ về cái đảm bảo an toàn thông tin không tốt ấy, thì có thể là cán bộ có thể sẽ dẫn đến là việc lộ lọt các thông tin bí mật nhà nước lên trên không gian mạng và ảnh hưởng đến rất nhiều các cái hệ thống uh, thông tin của khối uh, cơ quan nhà nước. Năm 2023, Lào Cai ghi nhận và ngăn chặn trên 9.000 lượt tấn công, ngăn chặn trên 40 triệu thư giác, xảy ra 201 sự cố an toàn thông tin mạng và được xử lý ứng cứu kịp thời song hành với chuyển đổi số việc nâng cao hiểu biết kỹ năng và ý thức tuyệt đối chấp hành các quy tắc đảm bảo an toàn thông tin của người sử dụng là yếu tố cốt lõi công tác thực hiện các nhiệm vụ trong xử lý công việc thì cũng cần thực hiện đúng các cái quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thông tin mạng ngoài ra thì cũng các cơ quan cũng cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức viên chức trong cơ quan chính quyền địa phương cũng cần tuyên truyền để người dân biết và nắm bắt được các cái thông tin rồi là kiến thức về đảm bảo an toàn thông tin. Đẩy mạnh chuyển đổi số đặt ra hàng loạt thách thức tiềm ẩn nhiều rủi ro mới về an toàn thông tin. Vì vậy công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được tỉnh hết sức chú trọng. Xem đây là khâu then chốt nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh và bền vững quý vị và các bạn thân mến bản tin chuyển đổi số của đài phát thanh truyền hình lào cai đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn